Dạ Hùng Cao mến chào cả nhà cũng như quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Hôm nay cô chú anh chị thì Hùng Cao cũng có cái nhiệm vụ cũng như cô Thủy Hoàng gửi cho hai cái hoàn cảnh của chú anh chị. Thì một là hoàn cảnh của bà lão lần đầu tiên Hùng Cao đến ghi hình. Thì hai là một cái hoàn cảnh của chị Trang. Thì Hùng Cao trao cái hoàn cảnh này xong thì Hùng Cao lại nhà chị Trang trao tiếp. Thì cái bữa phát gạo là còn dư hai bao, một bao của em là một bao của Calamen. Thì bây giờ Hùng Cao sẵn đến cái hoàn cảnh của cô đây, thì Hùng Cao sẵn đem lại biếu cho bà luôn là của phần gạo này là của cô chú Nguyễn Văn Lộc. Thì bây giờ Hùng Cao đến đây thì thôi sẵn tiện Hùng Cao đem một phần gạo này chia lại cho bà nha. Thì bà ở đây bà khó khăn của chú anh chị nên Hùng Cao đến để mà trao cho bà. Dạ này con, dạ con trao cho bà nghe. Dạ bà nói chuyện đi, bà cứ việc nói chuyện đi. Bà cảm ơn mấy cậu ơi, tôi không có thấy mặt, tôi xin cảm ơn nhiều. Dạ bây giờ hiện tại giờ sức khỏe của bà đỡ chưa? Đỡ mấy cháu lần tiếp có tiền có bà đi vô nước biển với lại chích đầu đó. Vậy đó hả? Sức khỏe không thôi bà chết lâu rồi cháu ơi, không có tiền. Giờ sức khỏe bà cũng ổn định đi ha, đi lại được rồi ha. Dạ. Dạ trong nhà. Này bữa gặp 15 á, con phát gạo á, rồi con có chừa lên là một phần của con với một phần của Calamen con. Thì cái phần gạo này của cô chú Nguyễn Văn Lộc á, cũng như hỗ trợ phát cho bà con. Thì hôm nay sẵn tiện con có cô Thủy Hoàng á gửi cho cô á là 500.000 đồng, đó thì sẵn tiện con đến đây để trao cái số tiền á, thì thôi con sẵn con lấy một cái phần quà này nè, con lại con biếu cho bà luôn đó, chia lại cho bà. Con ở nhà cũng như con có đủ sức khả năng để con mua, thì con thấy ai hoàn cảnh khó khăn con chia lại thôi đó. Thì bây giờ sức khỏe bà của con cũng thấy đã ổn định rồi đó, thấy đỡ nhiều rồi. Dạ là của đỡ chơi mà cháu con là lá hay là tôn vậy đó, mấy cái lá của củ cũng được, sao đi đời sao thấy rồi. Cái này nhà nước có khi nào chuyện nào lấy lại không bà biết không? Nhà nước cho coi cho cấp tạm ở đó, bà không có nền không có gì không có đất đai đó, thấy bà có mình ở này. Rồi tối bà ngủ vậy sao bà ngủ yên ổn được, xe chạy tới chạy lui hoài. Rồi tối xe chạy ôm ôm như bà ngủ được hả? Rồi sao bà không vô trong bà ngủ ngoài không à? Ở đây con gái út cho nó lợi nó thăm bà đó, nó lợi nó ngủ. Mới lại nữa hả? Lại giờ nó đi nữa rồi, mai mốt gì nó mới lại nữa. Dạ. Dạ. Thì giờ con cũng xin thay mặt cô Thủy Hoàng. Thì cô có nhờ con là đến để trao cho bà 500.000 đồng để cho bà mua thuốc uống nha. Thuốc uống với vô nước biển hay đi chích gì đó. Tôi xin cảm ơn cô Thủy Hoàng. Cô Thủy Hoàng ơi, tôi xin lỗi ơn cô nhiều lắm cô ơi. Tôi sức khỏe lại đỡ đó là tôi xin lỗi ơn nhiều lắm. Mấy cô, mấy cháu, mấy thầy á. Yeah. Nhất chừng nào mà tôi trả ơn cho hết đâu, cho như vậy tôi mừng lắm. Dạ. Yeah. Thì Hùng Cao cũng như ghi hình cũng bà cũng khá là lâu, đến mà hôm mà cô Thủy Hoàng xem được đó thì cô có lòng hảo tâm. Cô hữu duyên giúp cho bà được 500.000 đồng để cho bà có thể có số tiền để đi uống thuốc, mua thuốc uống và đi vô nước biển chích được một mũi thuốc ha bà ha. Bà để dành tiền nhớ vô nước biển, sức khỏe mình yếu mình vô nước biển cho nó khỏe lại nha bà nha. Dạ. Dạ. Chỉ là một phần gạo. Mấy bữa trước đây không có ngồi một chỗ, không có cơm nước mà cần nửa tháng uống nước cháo không mà cháu ơi, bây giờ sức khỏe bà ăn cơm cũng được nửa tháng. Yeah. Bà thấy một năm 10 cái gạo này bà nghĩ bà ăn được bao lâu? Cái này ăn chừng
nửa tháng. Đó là gần nửa tháng. Nửa tháng. Wow. Vậy là có mình lên bà dùng rồi ha. Dạ. Dạ. Đồ ăn thì như thế nào? Nấu cháo mỗi ngày. Đồ ăn kìa, đồ ăn bà. Đồ ăn cũng con cháu múc cho người khứa hai khứa vậy đó cháu. Dạ. Thì bây giờ Hồng Cao cũng đã trao cho bà xong, thì Hồng Cao sẽ đi trao cho thêm một bà ở của nhà chị Trang thôi chú anh chị mình. Hồng Cao sẽ đi trao cho nhà chị Trang nha. Bây giờ Hồng Cao xin phép video nha chú anh chị. Dạ thì cô chú anh chị ơi, Hồng Cao cũng đã tới nhà của chị Trang rồi. Thì bây giờ Hồng Cao mời quý anh chị vào trong nhà để trò chuyện với chị Trang và trao số tiền của cô Thủy Hoàng cho chị Trang nha chú anh chị mình. Gửi gì bé Phụng nè. Dạ em chào cô. Bé Phụng gửi gì? Mừng hả? Thấy chú lại mừng à? Mừng à? Sao mừng? Chú nghe rồi à, không biết nữa. Con thấy chú lại là có quà cho con mừng phải không? À đúng không? Không biết. Không biết à? Không biết lại có quà đâu à? Không biết. Rồi sáng giờ con đi với mẹ được cái gì? Hai bột gạo. Hai bột gạo à? Bột mấy ký? Hai bột 5 ký. Bột 5 ký hai bột. Hai bột 10 ký. Đúng rồi. Thì ngày nào cũng đi theo mẹ vậy đó. Dạ. Con thấy mệt không? Hơi nực hả? Hơi nực hả? Con chứ chú thấy mẹ mệt á. Tại mẹ ẵm con không à đúng không? Dạ. Con có đó giờ con có ước con biết đi không? Đó. Con ước như thế nào? Ước biết đi là cố gắng là học, là học đạt rồi kiếm việc làm á. Kiếm việc làm ha. Vì con như vậy con bị tật bẩm sinh thì con dạ. Cũng có thể sau này con cũng có thể làm cái việc gì đó. Đúng không? Mình có ví dụ như con đi học rồi con yêu thích cái nghề gì của con đó, giống như con thường hay xem trên mạng thấy không? Dạ thấy. À những người cũng như con vậy đó, mấy anh mấy chú cũng như con vậy đó mà họ rất là nỗ lực, họ làm những công việc giống như là sửa máy tính nè, sửa điện thoại nè, sửa vệt gió nè, đúng không? Mấy cái việc đó đó là để dùng cho con để học. Con nghĩ sao về cái công việc con mong ước được làm nghề gì? À, cái đó thì bởi vì con chưa ước gì được. Chưa ước được gì được phải không? Giờ sắp sửa vô học rồi phải không? Dạ. Năm nay gắn lên lớp nữa nghe. Dạ. Rồi con ở nhà về rồi con chơi với ai? Mình. Chơi điện thoại, coi phim. Nằm ở nhà vậy đó. Dạ. Không có đi đâu hết. Không. Có đi ra ngoài chơi luôn. Không ai chơi đâu. Không ai chơi đâu. Không ai chơi chung với con luôn à? Dạ. Con đi học. Dạ. Đi học phải có ai chơi với ai chơi con? Bạn mà con là hả? Con biết chịu gia tường không? Chịu gia tường. Chịu ra từ con biết là gì của con? Bạn học chung hả? À? Dạ. Gia Tường là cháu của chú á. Gia Tường biết con không? Biết, bữa con lại Gia Tường dòm con hoài á, nói là bạn của con học chung. Con có lãnh được quà ở trong trường không? Yeah. Quê và loài của con. Của con đâu mà. Em con là ai? Lâm Thị Huân. Em ruột hay là em bà con? Em họ. Em họ. Tưởng đâu hai, có hai chị Trang hai người con chứ. Rồi chị đi gì ngày nào cũng đi hết trơn. Chở theo nhỏ gì mệt chết luôn. Quen. Quen. Rồi có ai giống như chị vô sinh, có ai hỏi gì đến
cái ngồi không mấy gì muốn dựng luôn, lúc tắt. Tao cái này bị xương không nha. Có ăn cơm được ngày mấy chén? Ăn được mấy chén? 3, 2 à. Hả? Có 1, 2 à. 1, 2 à. Đúng mà rồi. Có khi ăn 2 chén thôi. 1 với 2 là 3 nha. Đúng 1 không? 1 với 2 là 2 chén à. 2 chén à. 1 với 2 là 2 chén à. 1 với 2 là 3 chứ sao 2? Không, có 1 ngày là con ăn 2 chén. Ngày thì con ăn 1 chén không à. Cũng như bữa nào đói quá ăn 2 chén, hay nó ăn 1 chén. Dạ. Cái bụng con sao thì con dở lên nè. Con có cảm thấy trong người con đau hay nhức gì? Dạ không. Tay chân kiều còi hết trơn, tay cũng nhôm, không có miếng thịt. Đúng đó, nó uống lâu rồi. Tay này bị gì mà công nhỉ? Cái này mà cái mũi chích á. Chích sưng luôn. Dạ. Nó phì đúng không? Thì ngại. Rồi hôm bữa em lại em chào chị hai chị mấy đó chị. Đã rồi. Tiền đó mình để dành làm gì chị? Để mua đồ ăn cho mẹ ăn. Cho nó mình dành lên. Hôm nay đó em cũng có được cô Hiếu Hoàng Tâm xem được cái video của chị, gia đình chị, người cô hỗ trợ cho gia đình được. Nay em đến đây để trao cho chị một số tiền là 500.000 tổng ha. Cảm ơn chú. Cảm ơn cô Thủy Hoàng. Cảm ơn cô đây. Cảm ơn cô Thủy Hoàng. Cảm ơn cô Thủy Hoàng. Rồi con lời chúc đây. Chúc cô Thủy Hoàng làm ăn phát đạt. Sống lâu trăm tuổi ha. Sống lâu trăm tuổi. Thì mẹ của chị á bị tai biến cũng nằm liệt giường cũng khá lâu rồi của chú anh chị mà đó. Thì cô nhiều khi á em cũng không có muốn hỏi chuyện việc của gia đình cô, khi hỏi đến cô buồn, cô là cảm xúc gây nước mắt của chú anh chị, nên hỏi Trang và con dì Trang nhiều hơn. Bây giờ thì trao số tiền thôi, cảm ơn nhiều cho gia đình được thầy sở qua cuộc sống của anh chị. Đây, con trao cho cô nha. Dạ, cảm ơn. Của cô Thủy Hoàng. Tôi cảm ơn cô Thủy Hoàng. Cảm ơn chú. Tôi không có gì ấy, không có gì hết. Cho chú đâu. Năm hồi sau khi hỏi chú sức khỏe. Tắt còn tắt. Tắt đi. Dạ, cố gắng uống điều độ luôn nha. Dạ. Có tiền thì chị Trang mua gì ngon đó mình bồi bổ nha. Dạ. Nếu như mà cảm thấy mà không khỏe nó mình vô một chai nước biển nha. Dạ. Đó, cho nó khỏe, đừng có tiếc nha. Dạ. Thì nhiều khi nào cô chú Mạnh Thường Quân mà hữu duyên á, cũng như có lòng hảo tâm á, thì nhờ Hồng Cao cũng như giao nhiệm vụ cho Hồng Cao đến để theo cái món quà thường Cao đến để ghi hình, chứ như mà Cao cũng không có biết, không có nhiệm vụ của Quyết Mình Hồng Quân đó, thì Cao cũng không biết đến để mà nói cho nó hợp lệ về cái hoàn cảnh nữa. Nếu mà Hồng Cao mà lại quay cái thước phim đó thì nhiều khi Hồng Cao đăng tải lên đó, cũng có khán giả vô chỉ trích Hồng Cao là bộ môi tiền Mạnh Hồng Quân hay gì mà lại quay muốn nhà để ăn chặn cái gì. Hồng Cao cũng không biết mình phải làm cho có hoàn cảnh nó như thế nào mới được. Thì Hồng Cao đi quay thì chủ yếu là đăng lên hữu duyên thôi, gia đình những như hoàn cảnh được hữu duyên, được Quý Mạnh Thường Quân giúp được phần nào đó thì Hồng Cao cũng rất là vui rồi đó. Thì Hồng Cao cũng chỉ là một cái nhịp cầu nối đến với hoàn cảnh và đến với Mạnh Thường Quân đó.
thì Hồng Cao ấy, cũng như dồn hết cái công sức của Hồng Cao để đi quay giúp những hoàn cảnh, đăng tải cái video lên thì cô chú anh chị và quý khán giả xem được, để chia sẻ cái video của Hồng Cao thì đến gần với Mạnh Thường Quân đó, thì với Mạnh Thường Quân xem được thì thấy hoàn cảnh nó rất là khó khăn cũng như nghèo khó nè, nó hiện đại giờ đó là thực tế, thì được quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì Mạnh Thường Quân sẽ liên hệ cho Hồng Cao, thì giao cái nhiệm vụ đó cho Hồng Cao thì Hồng Cao đến để chào ghi hình đó. Còn như một việc muốn sửa hay là làm cái việc gì đó là do quý Mạnh Thường Quân yêu cầu Hồng Cao, cũng như giao cái trọng trách cái nhiệm vụ đó đến cho Hồng Cao, chứ không phải là tự ý Hồng Cao là ghi hình lên là xin xỏ cho Mạnh Thường Quân để cho hoàn cảnh để mà chia đôi với cảnh gia đình, cái đó là không có của chú anh chị mình. Thì video Hồng Cao làm thì luôn luôn là cũng đăng tải lên để cho chú anh chị mình xem, biết được cái hoàn cảnh khó khăn của những hộ gia đình đó, chứ đâu phải mà tự nhiên cái giúp cái Hồng Cao không quay lên, cắt ngang khúc đó hay là cắt bỏ cái khúc trao tiền hay cắt bỏ khúc trao quà, kêu thầu lại này nọ rồi nói chuyện để mà cắn xé lên từng ly từng tí, đó làm đâu có được như vậy. Mình làm thấy làm từ cái tâm quyết tâm mình đã đi giúp rồi là mình phải bỏ hết cái tâm của mình vô và bỏ hết công sức để mình đi giúp một cái hoàn cảnh đó đó, tại vì quý Mạnh Thường Quân người ta muốn xem để mà giúp được hoàn cảnh để cho đúng nơi đúng chỗ đó thì Mạnh Thường Quân mới có phước báo đến. Nhưng mà Hồng Cao làm không đúng thì Hồng Cao mang tội chứ đâu có ai mang tội cũng vậy nè đó. Thì bây giờ Trang như vậy, quý anh chị mình xem thì thương gia đình chị Trang giống như con của chị Trang, bé Phụng đây chẳng còn đi học nữa. Đi học thường ngày Cao đến chào cái số tiền của cô Thủy Hoàng thì thôi bây giờ Hồng Cao cũng xin thay mặt gia đình của chị Trang cảm ơn cô Thủy Hoàng rất là nhiều xem được cái video của Hồng Cao và giao nhiệm vụ lên Cao tiền. Thôi giờ Cao cũng xin chúc cô thì bữa hổm có phát gạo 15 đó, em cũng có cho phiếu chị Trang cũng đã đến lãnh rồi đó chú anh chị. Thôi bây giờ Cao cũng xin tạm thời khép video nha chú anh chị mình. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chào chú anh chị mình.